Ngày nay có rất nhiều phụ nữ trẻ có ý định nâng ngực trước khi sinh con, nên câu hỏi được đặt ra là nâng ngực có ảnh hưởng đến việc cho con bú hay không? Thực tế, phẫu thuật nâng ngực không ảnh hưởng đến việc cho con bú. Về mặt giải phẫu thì các mô tuyến bú và mô tuyến sữa nằm phía trên cơ ngực lớn, phía dưới cơ ngực lớn là cơ ngực bé. Thì khi đặt túi ngực, bác sĩ sẽ đặt ở giữa lớp cơ ngực lớn và cơ ngực bé này. Túi ngực không chạm đến các mô tuyến bú cũng như ống tiết sữa, và cũng không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa túi ngực với mô tuyến bú hay các ống tiết sữa. Như vậy các bà mẹ khi mang thai, có con và cho con bú thì sữa vẫn tiết ra bình thường, không ảnh hưởng đến chất lượng sữa và không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Như vậy những phụ nữ đã đặt túi ngực thì vẫn cho con bú bình thường. Các chị em có phẫu thuật nâng ngực hãy yên tâm cho con bú sữa mẹ. Chúc các chị em nuôi con bằng sữa mẹ thành công.